Đây là mẫu ví da Epson. Da Epson này là da nhập từ công ty chuyên cung cấp da cho các hãng lớn và rất là đẹp, mẫu này rất là đẹp. Phối mix với da cá sấu. Một sản phẩm theo tiêu chí luxury Kỳ Lân thì đương nhiên rằng chất lượng sẽ là tuyệt vời và độ hoàn thiện hoàn mỹ sẽ trở nên hoàn hảo. Một cái ví mà có thể gọi là ví quốc dân, bởi vì mẫu này được Kỳ Lân khảo sát và được đánh giá rất là cao và rất nhiều người thích, bởi vì một sản phẩm được nhiều sự yêu thích từ tất cả những người mà có thẩm mỹ cao, những người mà sử dụng những đồ cao cấp đánh giá rất là cao. Vì vậy Kỳ Lân tự tin khẳng định đây là mẫu ví quốc dân.